ngắm nghĩ của em về tuổi 18. Em 18 này có thể dụng được. Nói đầu tiên, nhà ban giám khảo và các bạn học sinh đang có mặt ở tại
hỏi đi. Chúng ta hãy cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nào. Suy nghĩ của mình về vấn đề tự tin, thoải mái trình bày suy nghĩ. Mời khán giả cho đội một tràng pháo tay thật lớn nào. Mời hai em trở về vị trí. Mời cặp thí sinh có số danh 28 tiến về phía trước. Câu hỏi ứng xử dành cho các em như sau: em hiểu như thế nào về từ xin lỗi và cảm ơn trong cuộc sống? Và em đã làm gì để cảm ơn những người xung quanh mình? Nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay trang phục hiện đại?
xin chào ban giám khảo và các bạn bè có mặt tại ngày hôm nay. Em xin gửi lời cảm ơn và chân thành đến nhất là câu hỏi của em là nữ sinh có mặc áo dài truyền thống hay trang phục hiện đại. Em xin trả lời là cả hai đều cần thiết ạ. Tại vì trang phục truyền thống là một cái nét đẹp riêng của người Việt Nam chúng ta và cũng như là một cái đặc trưng truyền thống đã có từ rất lâu rồi. Khi mà nhắc tới Việt Nam thì chúng ta nhớ ngay đến áo dài truyền thống của chúng ta. Còn khi đi chơi, đi dạo phố này nọ, chúng ta phải có những trang phục thích hợp để có thể bắt kịp xu hướng hiện đại hóa từng ngày. Xin thông báo với quý vị khán giả là do có trục trặc về kỹ thuật, cặp thí sinh có số danh 30 không dự thi, cặp số danh được chọn vào vòng ứng xử là số danh 31. Sau đây mời hai em tiến lên phía trước. Em hãy chọn câu hỏi dành cho mình. Có giáo sư Ngô Bảo Châu là đã được các giải thưởng quốc tế được thế giới công nhận. Em biết là mình chỉ cũng học sinh 11 còn bước ngồi trên ghế giảng đường thôi, nhưng mà em có nguyện nói với nhau là sẽ đưa được nào đi qua nước nhà vươn tầm ra thế giới. Chưa đủ tiến bộ hay là tại vì ở người ta ở dân Việt Nam thì họ tin tưởng nhà nào đi qua nước ngoài hơi hơn, nhưng mà em muốn thay đổi định kiến đó. Em muốn em và các đứa sau này sẽ có thể là chữa trị cho tất cả các bệnh nan y, bệnh tất cả bệnh khó gặp ở Việt Nam, và mọi người đều sẽ tin tưởng nhà đi qua nước nhà thay vì là một vé máy bay đi xe những bệnh viện châu Âu châu Mỹ khác. Dạ, em xin hết. Cảm ơn câu trả lời đầy ý thức trách nhiệm của các em. Mời các em về vị trí. Sau đây chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh và số có dành 33. Câu hỏi ứng xử của cặp thí sinh số có dành 33 như sau. Theo quan điểm của em thì như thế nào là một người thanh lịch? Gửi đến lời chào đến ban tổ chức, ban giám khảo với thầy cô và tất cả các bạn học sinh đang có mặt hiện diện trong tối ngày hôm nay ạ. Và theo quan điểm của em, thanh lịch không phải là những chiếc áo sơ mi trắng, những chiếc quần tây, nhưng thanh lịch trong lời nói, trong hành động, trong cách ứng xử của bạn đối với mọi người xung quanh.
và thân thực từ trong từng chi tiết nhỏ đối với gia đình, đối với cộng đồng, đối với xã hội. Và chúng ta phải đem nền thanh lịch của chúng ta, một người được sinh, một người nam sinh Việt Nam thật hiện đại văn minh với toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn phần trả lời của cặp thí sinh số 33. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc của 7 cặp thí sinh xuất sắc nhất đến đây hôm nay. Làm việc rất nghiêm túc và chúng ta sẽ từng bước một tiến dần đến